Xin chào các bạn, đây mình là Hiếu, các em đây. Và hôm nay thì mình sẽ tạo một cái event mới. Cái event này á thì mình lập ra là để cảm ơn những cái bạn đã đăng ký kênh cũ của mình và cũng như kênh mới của mình đây. Và tại vì đây mới đây thì mình đã bỏ cái kênh cũ của mình rồi, mình lập kênh mới. Và các bạn nào mà muốn mình làm video thì các bạn cứ nhắn cho mình. Còn về cái tiếp theo là mình tại event đó chính là các bạn và cái kênh mới của mình, cái kênh tên là Trần Vũ Bảo Ngọc á, các bạn đăng ký rồi các bạn vô đăng ký kênh đó của mình, rồi các bạn comment ở các bạn xem một video bất kỳ, rồi các bạn comment vào đó, vô comment vào đó, xong rồi các bạn comment từ số 1 đến số 1000 và mình sẽ chọn ra một bạn may mắn ngẫu nhiên để mình tặng giải thưởng. Đó chính là mình sẽ tặng cho bạn đấy là 1000 kim cương. Và mình cách thức của mình để nhận 1000 kim cương thì mình sẽ nhắn luôn cả cái thẻ cào cho bạn, hai cái thẻ cào 500 là 1 triệu. Và tiếp theo mình sẽ tặng tiền cho bạn ấy là một bộ skin, có một bộ trang phục Yamasa đây, bộ trang phục này Yakasa đấy, mình sẽ tặng cho các bạn trang phục này và được 500 và hai thẻ cào 500 để các bạn được nhận kim, các bạn nào bộ là kim cương này là hoàn toàn miễn phí các bạn. Và nếu các bạn nào muốn thì các bạn hãy làm theo đúng các bước. Đầu tiên các bạn hãy vô kênh của mình Trần Vũ Bảo Ngọc, các bạn ấn đăng ký kênh cho mình và các bạn xem một video bất kỳ cái video mới nhất, các bạn comment số vô, mình sẽ chọn một bạn may mắn ngẫu nhiên. Và cái giải này thì mình sẽ kết thúc vào hết tháng 9, bắt đầu đầu tháng 10, ngày 1 tháng 10 mình sẽ trao giải cho bạn nào may mắn nhất đã làm mình sớm nhất đấy các bạn hiểu chứ. Cái event này thì mình cũng chắc nói ngắn gọn vậy thôi. Và các bạn thấy video hay thì các bạn cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh nhé bạn. Bye.